Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em bộ lò xo đầu cộng 2.8 dành cho anh em chơi dòng xe là quay rim cấp 67 nha anh em, quay S110 này kia, Future Neo dân vẫn xài được nha. Đây cộng lò xo là của H303 Racing, lò xo đầu, bộ lò xo đầu này là 4 cái nha, cộng 2.8 nha anh em. Đó, bộ 4 cái này nha anh em, hàng chính phẩm của H303 Racing. Thì cái lò xo đầu này là 100% là làm từ thép Nhật nha, bao anh em lên xe là không ré, không lúng, không gãy nha. Đó, đã được test rất là lâu rồi và bán cái này cũng rất là lâu ha. Một bộ nó sẽ bao gồm là hai cái lò xo lớn và hai cái lò xo con nha anh em. Là khi mình lắp thì mình có thể sử dụng luôn là 4 cái lò xo nha. Cái lò xo con này có nhiệm vụ là giữ chân gích nữa, đó là một chiếc xe độ cũng rất là quan trọng nha, ở tua cao nó không bị nhổ gích. Đó, thì full một bộ lò xo đầu 4 cái này mình bán cho anh em với giá là 150.000 một cái nha anh em, 150.000 một bộ 4 cái nha. Đó, anh em đi lít cam cao vẫn được nha anh em. Đó, ba anh em là không lúng không gãy nha. Đó, hàng rất là chất lượng, 150.000 một bộ nha. Đó, anh em có nhu cầu cứ alo em nha. À, anh em sử dụng cấu hình máy là độ là chảo đầu supermarket hoặc là đầu dời gích rồi này kia vẫn được ha. Cái 53, 54, 57, 58 vẫn được luôn nha anh em. Đó, ok nha anh em, anh em cần cứ alo em.